Rồi, mến chào quý anh chị và cô bác đã quay trở lại với kênh Đen Lúa Miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà của cậu Năm Vui ở gần bên nhà mình ha. Thì mấy hôm trước mình có chia sẻ đến các bạn một cái video á, là qua nhà cậu Năm mình quay cảnh cậu Năm cho ăn. Thì cái lứa ếch đó thì cậu Năm đã xuất bán rồi, trời cũng được mấy chục triệu ha. Thì hôm nay sẵn tiện cậu Năm mới vừa nhập vô một số ếch con nè, vô mồng rồi. Đó, mới vừa được một ngày rồi thấy cậu Năm đang xử lý thuốc và chuẩn bị cho ăn nên mình qua mình quay để chia sẻ cho mọi người biết về cái cảnh mà nuôi ếch ở miền Tây mình như thế nào cho các bạn xem ha. Rồi thì hiện tại ở đây cậu Năm có căng lên 8 cái mùng nhân vật, 8 cái mùng ếch. Thì hiện tại là vị trí một mùng thỏa khoảng là 10.000 con các bạn, thì tổng cộng nó khoảng gần 80.000 con ếch con đó, ếch giống. Thì hiện tại mình đang đợi cậu Năm một chút nữa cậu Năm cho ăn, rồi sẵn tiện mình đi với cậu Năm lên xuồng mình quay trực tiếp cận cảnh cái cảnh cậu Năm cho ếch ăn như thế nào cho bạn xem ha. Thì dưới ao này thì có hơn 10.000 cá dầu con đó, cũng gần một lứa rồi các bạn, mà mình quay cho bạn xem luôn. Đóng ghẹo đổ cho nay là cho ăn bao phải không? À. Nay là có ăn bao phải không? Sáng giờ mới cho ăn con cử mà. Để tới sáng là thích. Đàn nó mấy ly? Đàn nó mấy ly? 2 ly. Hôm nay đi xuống xuồng luôn. Chứ mà còn dư sức ban đầu. Nè nè, coi chừng, coi chừng cho nó. Ừ. Đúng rồi. Đầu dính nặng bao lắm ai? Nặng 7 mấy ký lận, gần 80 lận. Hôm nay xuống xuồng quay trực tiếp luôn cho bạn xem. Bây giờ cho ăn hết nửa bao hả con Năm? Chưa. Cá dầu quá trời luôn. Mẹ ở sao coi cá dầu nha. Con Năm đang cho ăn nha. Quay ở đây nó trực tiếp nó rõ hơn. Đó. Rồi, 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 rồi. Ui, dằn. Còn nó dạng sáng định ăn cái con nó đấu quần này cái mùng này là mới bắt qua là hết luôn không ha, bỏ không không qua không á, giờ mới bắt đầu cho ăn. Đậu dám ăn liền chết ta. Cho nó từ từ nó quen nước luôn ha. Bị nó dập mình á. Ôi đang bắt con còn, bắt con còn rồi. Trời ơi, đây cái này ăn nè mọi người. Thì bắt con nữa. Ừ. Tê luôn. Thank you.
Cái mấy bồn đặc hẩm là 2 tháng mấy hả? 2 tháng mấy là xuất mục hả? 2 tháng mục. Ở phía sau cá nó quặn quá trời quặn luôn. Nó đang phải chạy heo. Đó, chạy heo. Chạy heo cứ xuồng à. Này thôi. Đó, dằn chung té. Ồ, cái giò có con bự nữa. Còn nửa ký. Quay lại, quay lại. Cậu lên cậu để đặt cái này không đi vệ sinh những cái đèn để mình chiếu sáng với tối cho ếch một bà. Ếch chết nè. Nó chết nha, mình thấy cái cá mình thử. Ô, oh, nó quất liền. Nè các bạn, nè cá giò nó này con bự cái trồng cái gì nè. Đó này bác thấy lên cho bạn xem nha. Bắt được luôn hả? Được luôn chứ, dạng mà. Nè, thấy không? Đó, xem không? Một ghê ha. Ừ. Đưa tay vô là lấy nè. Một tay là đeo tay mình liền. Cái này quá trời luôn. Đeo tay mình nè. Sáng nó dở dở rồi mình không đi bệnh. Không đi bệnh đi á. Hử? Hay lắm. À, heo tài mình nè. Đây nữa rồi. À, được rồi. Hả? À. Được rồi, được rồi. Đây. Được rồi. Chạy theo xuồng quá trời luôn. Hả? Chạy theo xuồng quá trời luôn. Ừ. Rồi xong một bao. Hả? Xong một bao phải không? Rất còn. Khô quá hả? Khô quá hả? Không vô hả? Không vô. Nhưng mà thò tay nó vô. Đó. Oh.
đi lên. Bắt được. Nhưng mà thò tay bắt được mà giờ lấy giọt ấy không được. Thôi rồi nó gom anh em. Nó đang ở tao á. Công nhận nó dạng không nội cô. Thì nếu mà cho anh tối ngày rồi cũng dạng đi. Lên. Ê. Ê. Ôi. Bên giờ sao đấy. Như là buổi buổi chiều mình cho ăn chưa tới bao hả? Như các bạn đây thì là toàn bộ số mùng ếch mà cậu Năm vui mới vừa bắt hôm qua các bạn. Thì đầu chiều hôm nay mới cho ăn nè. Đó. Hiện tại nó có 8 mùng các bạn. Đó, ếch vừa cho ăn xong là ăn hết trơn luôn nè. Những con ếch mà bị chết bị bệnh á, mình sẽ vớt ra ngoài cho cá nó ăn luôn các bạn. Họ thì bắt đầu xả nước vô, bơm nước từ đó xả vô ngược về đó, rồi xong có một cống xả chỗ này các bạn, cống xả chỗ này là mình xả nước xuống ngao vào sông luôn để cho nó sạch nguồn nước ở đây, cho ếch nó mới phát triển. Rồi mình cũng xin phép dừng video đây ha, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye các bạn.